thì mới đã nè, đúng không ạ? Vỗ tay nha. Yeah. Chuyện người thì nở nàng, xong đến chuyện mặt nàng thời trang, lôi cuốn người người đọc màu bàn sáng. Cô ấy mỗi hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một sự ngang đan khóc lóc về chuyện tình dở dang. Nhân bao hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ yêu quan tâm nhất là anh kia ngắt với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, mà chị ta xuống tay. Dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cào, hoa hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhôn nhau. Hey! Nhôn nhau nhôn nhét á á á á á. Bồi bồi vài đi qua câu chuyện ngày ngày càng đi xa, trên màn hình tôi nghe em hơi ngây ngô khi chia tay tôi. Và màn hình TV đêm ngày trông chọc vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ như mi đẹp mơ. Ôi thật bất ngờ trên sóng những âm thanh phôn sao đang ngồi chào sao. Ở đây thì ngồi vào đây thì điện vào đây, không có gì thì mình sẽ mua đây. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào, họ thì thầm về tôi muốn họ thì thầm về tôi, mơ ước được cuộc đời như tôi, đem gối đầu để nằm mơ môi tôi. Yeah, thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia gặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, mà chị dân cùng với đồng bào thông tin miệng đói cồn cào, hoa hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhôn nhau. Hey! Nhôn nhau nhôn nhau. Ngày vui vội vàn đi qua câu chuyện ngày ngày càng đi xa, chuyện màn tim tôi lẽ anh hoài ngày một khi chia tay tôi. Và màn hình TV đêm ngày trông cho vào trong trí óc về một thế giới yêu mơ như thơ như lịch em mơ. Ôi thật bất ngờ vỗ tay thật kinh nhân nào. Ôi thật bất ngờ, quý vị hát ôi thật bất ngờ giúp chúng nhân nhá. Lần hai mới lớn hơn lần một nhá. Lần thứ ba làm chúng nhân bất ngờ đi. Ôi từng ngày, từng ngày. Giọng cười sảng khoái của mọi người đâu ạ? Từng ngày vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa, trên mặt tim.